Đây là xúc đất này, cái hàng cây đó, cái đá đá mà nó làm mà lát luôn, đúng rồi đất này, cái lót ở dưới mình làm đá thì nó không có bị nghiêng, cái đá mà nó xây nhà rác ha. Mình xúc mình đổ băng này đi. Bây giờ bắt đầu mình làm phía băng này đi. Đó, mình lót cái băng này, cái đây ở bàn sau, cái chia 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 ở bàn là lần trước mình làm, bây giờ mình làm xong rồi, băng này mình làm xong rồi. Xong rồi thế.